Ngày xưa ấy hành tang người tao dọn dẹp dời lòng hiểu tin. Hai một ra đi vì lời người, ra đi cùng tình người, cùng nhau ta sớm chiều, cùng nhau ta sớm chiều. Xin chào chú bị ung thư gì? Ung thư gan. Ung thư gan giai đoạn mấy? Giai đoạn cuối à? Giai đoạn cuối. Chú tên gì, quê quán ở đâu? Đo Nhân Nhờ, quê ở Hậu Giang. Mục đích chú gặp con là chú biết con là ai không? Ông biết rồi, hỏi người ta. Hỏi rằng là chú ở đây nè. Chú cũng có tính thương người mình đó. Ai giúp đỡ thì ta chủ thì mình là chú. Bây giờ mình cứ làm đỡ thôi, không có tiền thông quá. Rồi chú cứ nói đi, nguyện vọng chú như thế nào, rồi cái bà con nước ngoài ở trong nước đó, ta giúp đỡ cho chú thêm thì nó đỡ cho chú. Chú có hoàn cảnh sổ hộ nghèo phải không? Cái này đơn của xã, ủy ban nhân xã thôi chứ không phải sổ hộ nghèo phải không? Cận nghèo. Cận nghèo. Ý chú là chú muốn xin hỗ trợ để giúp đỡ cho chú về cái phần này. Chú làm cái gì? Đóng tiền nhà trọ. Dạ. Tháng bao nhiêu? Tháng 2 triệu. Hôm nay ở cũng gần lượng tháng hả? Còn mấy ngày nữa tháng đó phải không? Dạ, mấy ngày nữa tháng. Rồi bữa hổm tiền đâu mà đóng? Có tiền sẵn hả? Hay là có ai cho? Cái đó tiền tặng đó, người ta dẫn lên đây, người ta chưa đem tiền kia lận, đóng tiền nhà trọ đồ. Đem mượn người này người kia. Dẫn lên đây là mình đóng tiền nhà trọ. Chứ trên đây đâu có ai mà nhà trọ ở đâu, trọ ở đâu, không phải đóng tiền. Thôi vậy đơn sơ để con đọc thử cái đơn của chú ha. Độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin xác nhận gia đình khó khăn, đột xuất chính rễ ủy ban nhân xã phường phường Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tôi tên là Đoàn Văn Như, sinh ngày 1/1/1962 ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Lý do tôi mắc bệnh ung thư gan. Tôi đã điều trị thời gian là 2 năm. Tôi là lao động chính trong gia đình. Kinh tế khó khăn, không có ruộng đất. Hiện đang hưởng bảo trợ xã hội. Nay tôi là đệ đơn này đến Ủy ban Nhân dân xã phường Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xác nhận cho tôi. Vì thời gian tôi điều trị lâu dài, hiện gia đình không có tiền để làm cơ sở đến phòng khám yêu thương y học cổ truyền yêu thương cho không chỉ 94 ấp Dòng Lớn, xã An Kim, tỉnh Bình Dương. Trong khi chờ đợi được sự xác nhận, tôi xin ghi lòng biết ơn Phương Lạc người viết đơn như Đoàn Văn Như. Phương Lạc ngày 5/2, ngày 5/2, bữa nay ngày 14 rồi, 9 ngày rồi. Sao 9 ngày nay sao rồi? Chú không nói về Tết hả? Tết. Vậy hả? Vậy là 9 ngày nay. Thôi thì cũng còn mấy ngày nữa là tới đợt đóng tiền nhà trọ phải không? Nguyện vọng chú là xin tiền đóng nhà trọ thôi, phải không? Tiền rau cải thì ngày hôm qua em có nói với đội y bác sĩ Đẳng cho mỗi người 20 ngàn. Có thể cô bác cho nữa thì con thể cho nữa. Mua rau cải gì đó ăn đỡ, nhưng mà chú ung thư gan á, chú ăn cái gì á là chú phải hỏi đội y bác sĩ nha. Ăn kỹ lắm, hỏi chờ bữa nào cho ăn mới cho ăn. Đặc biệt là chú phải ăn cháo nano, uống trà thảo dược. Là cái đó là một cái điều công nghệ này đang cần dữ lắm về vấn đề ung thư gan. Nếu mà chú ăn không có đúng là cái gan mình nó lập không có được nha. Cho nên mỗi một cái bệnh nó khác, nó không có giống nhau hết.
Dạ. Ăn uống kỹ rồi, ăn cháo vô nước rồi. Ăn uống thiệt là kỹ lưỡng. Dạ, mình cố gắng trong phát đồ của mình 3 tháng. Có khi gan mình nặng quá, nhiều khi mình có thể ở tới 4 tháng nữa. Mà nếu nhẹ nhẹ có khi nó 2 tháng nó hết nữa. Cho nên nếu mà chú muốn để cho chú lành bệnh sớm thì chú phải cố gắng. Cố gắng là giữ cho đúng phát ha. Tại vì gặp con đây rồi thì con sẽ nói luôn 2-3 chuyện luôn. Thì bây giờ con cũng không biết là hôm nay là truyền thông của em Thỏ nó đã nghỉ mấy ngày rồi. Thì con cũng đang củng cố lại truyền thông. Thì phải có một người tư vấn cho các người mà gặp hoàn cảnh khó khăn giống như chú đây, giống như cô cũng đang ngồi chờ. Thì con thì hiện giờ thì con cũng chưa có cái khoản tiền nào để cho những người mà gặp khó khăn như vậy. Nhưng mà con nhất định con cố gắng xin cô bác trong cũng như ngoài nước để cô bác nào có lọn tay giúp cho chú, cho các cô mà bị khó khăn như thế này. Thì coi như con hôm nay là con thay mặt Mạnh Thường Quân đi. Rồi nãy chú nói lại tên của chú lại cái tên họ Đoàn Văn Như. Đoàn Văn Như. Đoàn Văn Như, coi như là cái mã số khám bệnh của chú là mấy? Có nhớ không? Tháng 6, 096. 096 phải không? Dạ. 1196 phải không? Dạ dạ. Ok. Bỏ số 1 rồi, số 0. 0196 mã số. Nếu mà có Mạnh Thường Quân nào thương tình thì chú hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? Sanh sinh năm 1962 là nhiêu tuổi? 61 hả? Hy vọng là có cô bác nào mà gặm tay giúp cho chú, ví dụ giờ 100 ngàn hay là 1 triệu, 2 triệu gì đó, thì cái đó tùy lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân ha. Thì con thay mặt kinh nghiệm, con biết các cô chú đến đây thì cũng vừa bệnh tật mà vừa lại nghèo khổ nữa. Thôi con sẽ giúp cho chú 2 triệu. Rồi chú đồng ý được một tháng tiền nhà trọ rồi ha. Chú cảm ơn ai? Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi, đừng cảm ơn con. Bây giờ chú cho trước thì cảm ơn chú đi. Thì đó thì chú nói tiếng cảm ơn coi, giờ nó ngay đầu năm là đó, đầu năm đó. Chú cho. Còn nữa Mạnh Thường Quân có ủng hộ thêm thì cảm ơn mà của Mạnh Thường Quân. Vậy là cảm ơn con trước hả? Dạ, thầy thì chú đưa trước thì cảm ơn trước là như này là hoàn chú tốt đó. Đi trước thì độ đã nghe được khổ thiệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai chiều con nói với mấy chủ nhà trọ đó lấy 1,5 triệu thôi. Lấy gì đâu mà tiền cầm nắm vậy là trả 1 tháng hết trơn à. Dạ. Rồi nay cầm vô để xây sở ha. Như vậy thì thôi vậy được rồi ha. Con cầu chúc cho chú mau sớm lành bệnh, giữ đúng phác đồ của cha Tường đưa ra nha, của các bác sĩ dạy dỗ, mình cố gắng. Nếu mà mình đi không đúng phác đồ là mình ở 6 tháng luôn không hết nha. Thèm cái gì cũng phải ngưng tất cả để mình giữ theo phác đồ. Bởi vì Tết tới về quê thấy đâu bị cái gì đâu dám ăn, né không đâu dám. Rồi ta ăn nhậu mình cũng đi chỗ khác chứ đâu dám lại giờ. Rồi cảm ơn chú, chúc mừng cho chú được có thêm tháng nhà trọ nữa. Rồi tới đâu hay tới đó ha. Rồi được rồi. Em mời chị vô đây ha. Chị vô đây em nói chuyện luôn. Thì cái cứ ngồi đây đi. Có ai thông dịch tiếng Việt không? Có.
có ai thông dịch tiếng Việt là được rồi, còn biết bả chỉ biết tiếng Anh không? Tiếng Việt không gần. I don't have money rồi này, tao không có tiền rồi này kia. Mình nói tiếng Khmer không mà thôi thua rồi. Chị cho em biết là chị tên gì? Thì ừ, vậy hả? À, bệnh gì? Bệnh ung thư gì? Ung thư trực tràng. Đại tràng. Trực tràng. Ung thư trực tràng. Giai đoạn mấy? Giai đoạn cuối là bệnh viện nó trả về á hả? Cái chú mới thì là bệnh viện trả, không có bệnh viện nào gì chịu nhận, nó chạy hết. Bệnh viện trả rồi tôi không có. Bệnh viện của cha trường đâu. Thấy rồi tôi chạy lên luôn đó, rồi chạy lên gặp cha đi nằm bệnh viện. Rồi tôi ở bây giờ thì luôn 4 tháng rồi. Chưa nói tiếng Khmer nữa. À, chị là người Khmer Rạc không, nói tiếng Việt không nè? Khmer Rạc luôn đó hả? Dạ. Ở Cầu Kè hả? Dạ. Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh, Cầu Kè. Cầu Kè thì khác bên đây. Cầu Kè, Trà Cú, Trà Sa rồi ha. Dạ. Thì Trà Cú đây gần hơn, thì mà Trà Cú gần hơn kia Cầu Kè. À, bệnh viện nào chơi chị không nhận vậy? Bệnh viện Trà Vinh nè. Sài Gòn. Ông Bú, Sài Gòn. Dạ. Chơi luôn. Đồ mẫu rồi chắc gì không? Không chắc gì. Còn tôi đi về, tôi đặng đi cho mổ mà tao mổ cho ta, tại cho tôi đi về, ta nói cái giai đoạn cuối, tôi đi về thời gian rồi tới ngày 20 ngày rồi khám lại nặng rồi, sau đi tới đi lui được, rồi về nhà thấy kêu bác sĩ đi chích thuốc giảm đau thôi. Mà rốt cuộc bác sĩ nói, chị ơi, cô ơi, con chích cho cô cái giảm đau thôi. Rồi 3 ngày rồi cô đi bệnh viện tra tường đi. Rồi cô không tin, cô lên mạng coi đi. Rồi bây giờ tôi lên mạng coi, thấy bữa này là tôi chạy lên liền. Bác sĩ này cũng thương rồi à, cũng chỉ đường đi rồi, cũng hay à. Dưới đó có người có điều trị rồi, có gì à. Ồ vậy hả? Bác sĩ đi chích theo nhà đó, ở Phú Phú là chích là về đây nằm, tất cả gì đó. Bà đi mấy bà đi không nổi, đi còn lưng gì luôn một giờ mà. Tôi lên mạng thấy rồi, con em lấy xe đưa lên luôn. Đây anh là cái gì với chị? Dạ, con rể. Ở ngoài rồi kêu giờ chứ, ở dưới, hai người mẹ con không có gì cực khổ. Mới lên tay cho em cái gì hết chưa? À, để tôi đọc thử cái này 30 lên đây. Tôi đứng tên dưới đây là Thạch Thị Ân. Sinh năm 1955. 55 năm nay nhiêu tuổi rồi? 88. Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh. Hiện cư ngụ tại ấp Sóc Ruộng, xã Hòa Tân, Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nay tôi làm đơn này đến cơ quan xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Lý do như sau: hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đất, sinh bệnh, ấp xe, hàng mới. Nhưng mà chỉ vô đây được bao nhiêu ngày rồi? 4 tháng. Tháng thứ tư rồi hả? Dạ. Ủa vậy tôi là cho 3 tháng rồi là hắn hết nợ rồi. Tháng lúc cha Tường còn sống à? Vừa ngày vô đầu tiên anh vừa ngay cho Tường là bắt đầu mất luôn. Ồ, ngày đầu tiên là cha Tường mất luôn. Rồi chạy đi đâu? Thắm ở dưới đây các thầy á, là vô thắm mấy cái sao cái hội chuyện cũ á. Không mà lúc mà thu dẹp cái phòng khám ở dưới nhà lá dưới đó thì ở chỗ cái chỗ cũng biết là dưới đó là sao dẹp phòng khám ở dưới đó đi khám ở đâu phòng khám mình luôn có vô đây luôn. Ồ vậy à, ta chỉ một ngày trời bên đây được 2 ngày. Rồi tôi hiểu rồi, bị bệnh áp xe. À, ung thư trực tràng, di căn gan,
cái này thì chắc phải hơi lâu, tại nó di căn qua gan á, thì càng mà để lâu quá nó di căn qua gan. Nội dung nêu trong đơn này, Thạch Thị Ân sinh năm 95 có hoàn cảnh khó khăn này, tự viết trên cái này người xác nhận ha, là đúng sự thật. Ủy ban nhân dân ấp Sắp Ruộng, Kim Thị Thanh Hiền, bên đây là ủy ban nhân dân xã, chủ tịch Trần Tài. Ok, vậy thì tôi thì hồi nãy tôi nói với người kế bên đó, anh chị ngồi kế bên nghe rồi ha, tại vì chưa có truyền thông rồi, không phải là không có, nhưng mà có truyền thông rồi nó lộn xộn, bị bên đây gầy bên kia chửi rồi truyền thông mất luôn, là tôi tự đứng lên. Cho nên đứng thì tạm thời truyền thông thì mình phải có, và cái người giúp đỡ cho bệnh nhân thì cũng phải có để giúp cho những người hoàn cảnh khó khăn như vậy nè. Thì nói chung là tôi cũng phải xin tiền của các mạnh thường quân trong ngoài nước, tất cả cô bác mà anh chị em mà có lòng hảo tâm á, người nào giúp được chút gì đó để mình gom lại mình giúp cho bà con nghèo, bà con bị bệnh tật trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì ở đây điển hình như là người Khmer là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là Trà Vinh, Trà Cú, Trà Kha, Sóc Trăng, đều rất là nhiều người Khmer. Năm rồi tôi với cha Tường có cho một cây giếng nước cho người Khmer ở tỉnh Trà Vinh, là chủ tịch hội đông y của tỉnh Trà Vinh đó, hiện giờ cho xong rồi xuống cây giếng rồi chứ cũng chưa làm cái gì, tại vì lòng vòng thì cha Tường cũng mất luôn, thì cái giếng đó cũng chưa gắn mưu tương, chủ yếu là tôi với cha Tường để giúp cho người Khmer ở cái vùng đó có dùng nước ngọt để uống đó, nước tốt đó. Mà cha Tường khoan tốt lắm, khoan tới 200 mấy chục thước, khoan sâu dưới lấy lên những cái lòng đất mà cát ủng dưới để cho người Khmer uống. Nhưng mà tôi hôm nay tôi gặp chỉ là người Khmer, thì tôi thì cũng không có tiền đâu. Thật ra tôi đứng đây thì cũng nhờ mạnh thường quân trong ngoài nước người ta giúp chút gì đó, hoặc là bà con mà giúp được khá thì mình động tay chút. Còn về công nghệ của cha Tường thì ráng cố gắng cho bà già đó, bà già vợ ha, tiêm được tháng nào hay tháng mấy. Chứ bệnh gan này mà bệnh viện chạy mà di bệnh ung thư thực tràng này mà nó di căn qua gan thì phải hết sức là cẩn thận về vấn đề ăn uống, đặc biệt là phải ăn cháo nano, ăn cho nhiều vô, ăn được nhiều không? Con có ăn cái gì ngoài gì đó? Vệ sinh nó một cuộc đó, ăn ngày hết luôn, không có dầm ăn cái gì hết. Như này nấu cháo ăn được 2-3 lít gì không? Có nghĩa là cái xong cháo là 4 lít nước, là 4 lít cháo đó. Ăn hết luôn. Dạ. Đói không? Đói bụng thêm không? Không đói mà. Tối ăn nữa. Ăn hết thì sao? Ráng cố gắng ăn cháo, còn thể mà có sốt ruột gì thêm á thì nói được y bác sĩ tôi chỉ cho ăn thêm rau củ quả gì đó. Chứ nó di căn qua gan thì không nên ăn lung tung nha. Rồi cố gắng giữ phát đồ mình giữ lại cái mạng sống của mình. 3 tháng không hết thì 4 tháng, 5 tháng không sao. Không có tiền thì cứ xin tiếp. Mình xin thôi chứ mình đâu có gì đâu mà ngại ngùng, không có tiền mình xin. Tôi cũng vậy thôi ha. Cố gắng đi. Xin vợ bác sĩ từ huyện Cù Kỳ đó, người ta gửi cho 2 triệu, rồi tôi xin phòng trọ, dân tình trọ là 2,5 triệu một tháng. Rồi tôi xin người ta không đó là tại ta thấy mình nghèo khó khăn đó, người ta cũng bán cho 1 triệu hoặc là 500, ta cũng làm lúc. Rồi chị được mấy người con? Có 2 người. Tới gia đình hết hả? Con nhà đình nữa đi anh. Một đứa, một trong nhà như tôi đó là cũng khó khăn, rồi đóng tiền này, đóng tiền kia, rồi bây giờ nó chạy ra kiếm tiền.
Tại ra cái chuyện nó dẫn mùng 3, mùng 4 nó lớn như mẹ nữa. Và giờ chuyện nó chạy xe đi nữa, rất vậy chưa được. Rồi ông chồng này chồng mất hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi hả? Dạ. À, mà cũng hơn là chị cũng hơn là có con rể đi theo nuôi rồi. Dạ, à, dạ. Dạ. Đi theo nuôi hả? Thôi cố gắng nuôi và già vợ rồi. Đã từ đi tuần tới tùng lúng. Ờ, tâm lo quá cũng đẻ rồi đứa con quá, mà gả cho đi anh làm thuốc à. Nó nuôi ở nhà. Trẻ trong tay mình đưng mà gả cho anh, lại giờ này anh trả công vậy thì cũng vừa vừa rồi đó ha. Cố gắng ha. Trả công rồi. Ờ, cố gắng đi. Trước trời. Khi, trước đó là đi bệnh viện Trung ương, tại Vinh Cần Thơ. Cần Thơ Trung ương nằm hết 2-4 tuần rồi người ta không dám làm cái gì rồi cho chị rồi tôi chạy lên tỉnh Tây Vinh. Tỉnh Tây Vinh được một tuần rồi tỉnh Tây Vinh chọn tôi đi ông bố rồi ông bố đi tới 4 tuần 5 tuần lắm á. Có biết mã số của tuổi bà già số mấy không? 0087. Cái mã này nè, cái mã đó đó, đúng rồi. À 0087 đúng rồi. Cái mã lãnh thuốc đó, để khám bệnh đó. Cũng mới gọi thằng em nó nhờ lo. Rồi bây giờ tôi thì từ từ tôi xin Mạnh Thường Quân để bà con mà trong ngoài nước á. À, có thương tình giúp đỡ cho cái nơi phòng khám cho giúp cho những người bệnh nhân ung thư mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn như thế này thì chị muốn cho xin tiền để làm cái gì? Đó này cũng kêu mua tà mua cái gì đủ thứ luôn. Ồ vậy hả? Cũng như là xây sở trong những ngày mà ở nhà trọ phải không? Nhà trọ 4 tháng này hết 10 triệu. Ồ vậy ăn tháng nhiêu? Tháng 2 triệu rưỡi. Ôi giời, nhà trọ nào mà lấy mắt vậy thế? Nhà trọ lo ngon thịnh á. Ồ vậy hả? Mấy đứa này người ta 2 triệu mà giờ này mà còn 2 triệu rưỡi mai chị tôi để tôi lo nó. Đâu có chuyện đó phải đi xin tiền. 4 tháng thì nhưng mà nhiều nhà trọ khác người ta cũng miễn vậy nhưng mà nó về nhà nó nhà trọ nó Sài Gòn tại nó không có thừa lấy tiền bệnh nhân như vậy được để tôi tại vì ở nơi này là yêu thương cho không mà những người bệnh nhân là bây giờ là nghèo thật sự rồi. Thì bây giờ thôi thì bây giờ mình cũng cầu mong cho quý Mạnh Thường Quân ha, giúp đỡ để tôi nói lên cái mã số của chị đó là 0084 0087 xin lỗi 0087 Hà Tân tên của chị ha. Quên Thạch Thị Ân tên của chị là tên Ân Thạch Thị Ân. Nếu mà cô bác nào có cho giúp đỡ cho chị Thạch Thị Ân thì tôi sẵn sàng tôi nhận và tôi giúp đỡ cho thì tại vì dù sao nữa đó người nào tôi cũng giúp đỡ giống nhau nhưng mà đặc biệt tôi biết người Khmer thì không có khá giả gì đâu, bệnh tật kiểu này nữa là nghèo chết là phải rồi. Bây giờ tôi giúp cho chị 2 triệu ha. Rồi chị coi xây sở mua cái gì đó, mua được cái gì mua. Nhiều lắm. Thì cố gắng nha, cố gắng giữ theo các con. Tháng này không được thì thêm tháng nữa ở tiếp. Để tôi giúp cho 2 triệu đi rồi. Cảm ơn thầy nhiều. Tại vì tôi còn rất nhiều cái chi phí á, cần phải trả lương cho y tá rồi bác sĩ rồi một số người giữ trâu giữ bò đủ thứ hết. Cho nên mấy bữa nay không có tiền thông thì thôi thì tôi cố gắng tôi giúp cho rồi chắc Mạnh Thường Quân cũng như là có ơn Chúa ban lại cho tôi thôi. Tôi cứ nghĩ vậy, ở đời mà mình cho đi thì có người khác cho lại. 6, 7, 8, 9, 10 rồi chị đếm có phải 10 tấm không? Đếm đại lại cho con thử coi.
điểm này tôi đếm hình như là nó thiếu là dư gì đó. Đây 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 tôi đếm rồi. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Rồi theo tôi thấy á thì chị cảm ơn tôi thì đúng rồi, nhưng mà cũng phải cảm ơn Mạnh Thường Quân, tại vì trong những cái chương trình ở đây á, trong cái chương trình ở đây là chương trình làm việc là trước sau thì Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ, thì nên cảm ơn Mạnh Thường Quân tiến, để sau này Mạnh Thường Quân có giúp á thì tôi sẽ sẵn sàng là tôi giao lại cho chị để cố gắng chị mau sớm lành bệnh ha, giữ theo đúng phác đồ của cha. Rồi rồi vậy thì thôi được rồi, chị về nghỉ ngơi khám bệnh chưa? Đúng rồi. Rồi mỗi ngày cố gắng lo cho bà già nha. Ok. Rồi. Rồi ok. Ngày xưa thấy hành tang người tao dọn dẹp dời.